Phong Cách Sống TV xin kính chào toàn thể quý khách trên cộng đồng mạng để trên đang xem trên sóng Phong Cách Sống TV. Hôm nay mình tiếp tục lên sóng để cho các bạn xem con đại bàng mình nó sẽ phi chụp mồi nha. Rồi, tại vì mình chưa đưa ra thao trường được là lý do là tại vì lông của nó còn nhiều lắm, còn thưa lắm, nó đang ra lông á, đang đổ lông. Rồi xin mời cả nhà mình xem nha. Rồi các bạn đang thấy mình đang cầm con cu nha. Đây con cu. Mình sẽ cho nó phi nó chụp ha, cho nó phi nó chụp. Các bác xem nha, mình ở nhà mình là 12 mét, mình sẽ cho nó phi trong vòng 12 mét này chụp nha. Nó thấy mình cầm con kim rồi đó, đó. Rồi các bác xem nha, bây giờ nó đứng đằng đó nha. Mình sẽ giục con đó đó, từ từ đi. Mình sẽ giục con cu này qua đằng kia, nó sẽ phi, nó coi chụp, bắt coi đó, nó phi chụp nha. Mình sẽ đứng trong đây mình giục nha, bác xem nha, coi nè, 12 mét nha các bác. Đó, 12 mét, bay dài. Đúng rồi, hay quá. Em nó chụp rồi, nó bay dài, thấy không? Đó, các bác thấy rồi. Em nó chụp xong bây giờ đó, chụp con cu trên chân thấy chưa? Rồi, xuống đây nè. Xuống đây ăn nè. Đen. Nè xuống đây ăn nè. Xuống đây. Đen. Xuống đây con. Xuống đây. Rồi xuống đó đi. Nó sẽ bay xuống đó nó ăn nha các bác. Nó bay xuống đó nè. Xuống dưới đó đi con. Rồi xuống dưới đó đi. Xuống dưới đó đi. Rồi xuống dưới đó ăn đi. Bay xuống. Bay xuống ăn. Rồi mình để cho nó ăn, có xem có xem nha. Để cái máy đây nó coi. Xe qua con. Xe qua nó quay cái mặt. Xe qua quay cái mặt. Đúng rồi, đó, đây. Cả nhà mình coi xem quá trình con đi bàn nó ăn nha các bác nha. Đang để mình kéo gần gần vào cho thấy rõ nha các bác nha. Đâu hả? Đi vậy sao được? Đi vậy rồi sao quay phim, xe đầu lại. Đó. Nhảy vô đây. Nhảy vô ăn đi.
phiên. Thank you.
chưa? Ôi hết rồi mà lên đó rồi không nói tôi ta. Trời ơi. Rồi, xin chào cả nhà nha. Con đại bàng mà nó bay nó ăn hết rồi, nó bay lên đây rồi mà mình không biết nữa. Xin chào, hẹn gặp lại các bác nha.